Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Minh Pro đây, trên YouTube là Quốc Minh Nguyễn, thật ra là Nguyễn Quốc Minh mà tên nó bị đảo. Ok, thì tụi mình sẽ chơi Who in the World, người đi xuyên tường. Rồi, ok, thì đây là mình thôi, em mình nó chưa có giới thiệu được gì nhiều cho lắm. Và cũng cảm ơn các bạn gì đó đã gửi một cái bình luận cho mình, và đó cũng là bạn, đó cũng là bạn đầu tiên gửi bình luận cho mình. Cảm ơn bạn đó nhiều. Và nếu như bạn đó mà thích kênh của mình á thì nhớ subscribe cũng được, vì mình sẽ cho ra một hai video gì đó một ngày, à có khi một ngày mình sẽ làm nhiều hơn 3-4 video ha, tùy. Và mình chỉ làm video cho vui thôi chứ mình không có kiếm tiền nhiều đâu, chủ yếu để cho mấy bạn một cái video để xem thôi. Ok, đến lượt mình này, finally. Dễ quá, dễ rồi, nghỉ mở nó đi. Nghỉ mở nó đi. Không chơi đâu. Nghĩ mở để đi, khỏi cần bấm gì luôn. Quá dễ dàng rồi. What the fuck? Không tin được. Ok. Đi tới em ơi. Ui. What? Nhảy lên cái bấm. Phía nào, phía nào. Nhảy lên đi, cứ nhảy lên được rồi. Nhảy lên là bấm đi về. Chọn. Yeah. Anh sẽ đẩy cái bóng vô trong. Ơi, đẩy cái bóng vô trong. Ai không đẩy được. Bữa trước không đẩy được. Đẩy vô, bữa trước chị A đẩy vô. Ê. Cái này mà còn thua thì em xin nói một lời. Em đổi xanh mà đổi đỏ. Ừ, cái này mà thua thì không có chứ anh. Em 30 điểm. Thì cả do đội anh ban đầu mới vô có đứa rớt. Ai biết. Em 20 điểm kìa, đội em 20 điểm. Ok, đội team round nè. Team round. Ờ, đội anh vô trước. Đội em vô trước đi. Ồ, khó. Nghĩ mở đi, khó vậy. Đứng vô. Nghĩ mở đi, 3, 4. Rớt hai đứa, đậu không? Vậy mà cũng rớt nữa, tới đội em nè. Trận này Hàng Vi thắng rồi. Không, trận này em thua chắc chắn luôn. Em, nhưng mà, em thua nhưng mà em 30 điểm rồi. Em 30 điểm rồi. Em ơi. Đừng có đứng đầu. Đứng bình. Yeah. Rớt hai thằng. Thôi mời. Rồi xong. Đợi tao thua luôn. Nghe yeah, rồi tao thua rồi. Vì sao nãy em nói em thua? Em thua rồi. Ok, giờ nó có đổi đội không? Ồ, anh đổi xanh. Em đổi xanh luôn. Ấy nồi. What the fuck? Oh. Oh, đổi đồ, what the fuck? Ê, lần này nó không ra cho em mà. Oh, impossible luôn, rồi, chết mẹ. Ê, không đổi được, em có người robot. Hả? Em người robot, em không đổi được. What the được. Fuck? Em người robot mà xem đổi. Ủa? Hồi nãy tao đâu có bấm gì đâu, tiện tao đi xuống tao chơi luôn, what the fuck? Ủa, game mất nết. Nghĩ mở nó đi, dễ vãi lên. Nó đậu không? Nãy anh thấy coi. Hồi nãy tự nhiên anh vô cái tiện anh đốt xuống dưới. Anh đâu có bấm gì đâu, tiện anh đi xuống dưới. Ê đâu biết đâu, có thằng nó chạy kìa. Anh không biết gì luôn á, tiện anh đi xuống dưới, what the fuck. Hay là nãy anh đè chúng ai gì? Mày dễ lắm luôn mà. Nghỉ mở đi. Yeah. Ủa sao cứ dễ là mày nghỉ mở vậy? Khó mới nghỉ mở chứ mày. Thù mà. Không, dễ mới nghĩ mà. Ví dụ team anh Mo dễ xong. Nghĩ mở đi. Ủa anh Mo. Ủa anh Mo ấy em đợi mà. Ừ. Trời đất ơi, nó thua rồi. Tìm rau đi. Ơi tới em ơi. Súp bò. Easy luôn. Ý gì, không tao cần chỉ nằm thôi.
Đó, mất nằm xong. lớp Tao nằm phơi nắng luôn, khỏi cần làm nữa. lớp đậu phộng. Ủa anh nói với em đội mà đậu phộng gì? Lúc nãy của mình nó ra nguyên một cái impossible luôn, bất khả thi luôn á. Quái nồi vậy. Còn cái của em mình nó là super easy luôn. Lấy ê phụ anh coi, Không bữa trước kia đạp cho được là tao đạp cho được đó, kia đạp cho được là tao đạp cho được. Mẹ nó nãy mới vô trong cái đẩy ra ngoài mất nước, nãy nó mới chui vô trong hai người mới đẩy được. Cái này thì ta chỉ cần ngồi ngắm diêm thôi, ngồi ngắm diêm nè, nằm xuống. ngồi ngắm diêm mày. Đâu được đâu, do hai đứa chặn rồi sao em ngồi. Mày ngồi ở chỗ này. Hai đứa chặn rồi em ngồi cái rớt xuống. Chưa kịp làm gì hết rớt xuống Rồi rồi. xong, hai bên hòa luôn. Mới từ nãy giờ Ok mới vô trận tao thua là tao thấy tức rồi. Giờ là cả hai bên hòa luôn. Rồi ok, cuối cùng mình cũng mới qua đội đỏ, nó qua đội xanh rồi. Ghê giờ trên là ok, mình vô đầu luôn mới ghê có chứ. thằng vô đội xanh này. Impossible, impossible, impossible. Nhảy Quá dễ dàng luôn rồi. trồng cây chuối. À lộn, nằm à, Nằm. tính trồng cây chuối nhưng mà không thích. Trồng chuối Ô nước rớt vô này, nó cùng trái bóng nó cũng rớt vô trong mình. thích. Ê phụ đẩy tiếp đi. Ờ cái nó nằm xong phụ mất nết Hey, đây em có một trái bóng nè. bên đây nè, Em có một trái bóng nè, em để vô. mất nết đẩy vô để cho tí nữa cái tường nó đẩy trái bóng vô chạm của nó té. Tôi cười tên ỉu luôn, cười cho non. Ngon, đẩy vô nó sau này để ra hoài vậy. Rồi, để vô rồi đó. Kề mày hãy cái trái gì không, mày thấy tao đang hai con nhỏ này, tao đang để trái gì không, Trái bóng. màu xanh lá cây, màu xa lánh xanh lá. Nè. Ây da, Xong rồi em để ba cái vô đây rồi. mày đẩy xuống nước vậy, nó cái tường nó đẩy có chết đứa nào đâu. Không, không có đâu, tường đẩy vô không sao đâu. Đẩy Không sao. bữa trước nó đẩy trái bóng vô chổng luôn, đẩy thanh trái vô nữa nè đó, đẩy bóng kìa, thấy không, tôi thấy rõ ràng nó đẩy trái bóng vô ba trái đứng thẳng nguyên hàng luôn. Cái con quỷ này, cái ba trái này nhìn nhìn giống ba trái lê quá nhỉ. Lê 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 là lê là lê. Ê biết cái bóng này nó có lợi gì không, khi mà cái tường nó đẩy mà khi mà bây giờ nha, Đúng rồi, trái rồi. khi nào mà kiểu đứng chơi nhảy không được á, mình đẩy nhiều trái vô bốn, ít nhất là bốn trái, sau đó là cái trái kia nó sẽ rớt vô lộn phải, ý là mình sẽ nhảy lên cái trái đó, nhưng mà trái này nó xuất vô đây nè. Mà thôi tôi đâu cần đâu, tôi chỉ cần đứng đây được rồi. Mẹ chưa kịp gì nó nhảy xuống nước luôn rồi, mất nết. Rồi, một trái, một em đã ra ngoài. Mất nết, nó tự sát luôn đó nha, mất nết gì đâu á. Ê, ghê, có hai thằng. À quên, người đi xuyên tường mà mình nói tự sát thì nó hơi quá đáng nha. Nằm xuống. Nằm xuống bên kia. Mày chơi ngu quá, mày chết luôn rồi. Tim đau. Đội Yeah, ngu quá. win. Thôi review trò chơi như đó thôi, thì nếu như mà các bạn thích video này thì để lại cho mình một like, share, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Vài like cũng được, mình không cần nổi tiếng đâu. Quay video cho vui vậy thôi á. Trời ơi mọi người.